Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, kinh tế của Việt Nam năm 2024 dự đoán là sẽ phải đối diện với sự sụp đổ và khủng hoảng. Theo Tùng Phong, từ bong bóng bất động sản đến khủng hoảng tài chính ngân hàng, mặc dù thì bộ máy tuyên truyền, ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nỗ lực xích đinh những tin tức tích cực về nền kinh tế với những tin bài như là đầu tư nước ngoài FDI tăng cao, các nguyên thủ và CEO các tập đoàn lớn đến Việt Nam để xúc tiến các dự án tỷ đô, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, những tháng cuối năm xuất siêu lớn nhất trong 5 năm qua, vân vân. Thế nhưng thì những con số thống kê thì lại rất mâu thuẫn và bộ mặt của các đầu tàu kinh tế đô thị phía Nam thì lộ rõ vẻ tiêu tụy thê thảm với đời sống dân sinh ngày một cực kỳ khó khăn. Như Thanh Hoàng thì đã nói với quý vị những lần trước rằng với uh, vấn đề về bất động sản của Việt Nam hiện nay thì đang đóng băng và tương lai trong 2-3 năm nữa thậm chí cả 5 năm nữa thì chưa chắc dễ dàng gì có thể phục hồi được trong một sớm một chiều và đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng khi nền kinh tế Việt Nam mà liên quan đến ở bất động sản đang đóng băng như hiện nay thì có thể thấy nó sẽ kéo qua theo bất cứ một thứ gì về các nền kinh tế ăn theo của nó mới đây nhất thì tờ cà phê .vn có một bài báo đáng chú ý về thực trạng sức khỏe của doanh nghiệp lượng hàng tồn kho và thời gian để có thể tiêu thụ của các doanh nghiệp bất động sản ngành công nghiệp đang chiếm dụng nguồn vốn xã hội lớn nhất ở Việt Nam nhưng không mang lại nhiều lợi ích đối với nền kinh tế của uh, Việt Nam và như là gây ra vô vàn những hệ lụy gia tăng mâu thuẫn xã hội và khoảng cách giàu nghèo. Theo đó, tờ báo dẫn trích báo cáo của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Khảo sát trong 1.600 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán của Việt Nam trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 chỉ ra rằng hầu hết thì các doanh nghiệp đều giảm đáng kể kinh doanh và số kể từ giữa năm 2018 doanh thu của 8 trên 10 nhóm ngành đều giảm trừ các lĩnh vực như là công nghệ thông tin, thương mại điện tử thì tăng trưởng nhóm dịch vụ giữ nguyên quy mô doanh số nhưng lợi nhuận suy giảm một cách đáng kể trong đó thì nhóm bất động sản xây dựng là nhóm ngành có doanh số suy giảm lớn nhất. Báo cáo của ban 4 cũng cho biết rằng thời gian trung bình để cho các doanh nghiệp bất động sản hiện nay tiêu thụ hết số sản phẩm tồn tại với tốc độ tiêu thụ ở thời điểm hết quý 1 năm 2023 là 5.662 ngày tức là khoảng 15 năm. Đặc biệt thì các doanh nghiệp này thì số ngày tồn kho lên tới 54.000 334 ngày, tức là doanh nghiệp cần phải có tới 149 năm để mà bán hết lượng bất động sản tồn kho. Mặc dù thì tờ báo không nêu tên doanh nghiệp cá biệt, nhưng không khó đoán ra là ai hiện sở hữu số lượng dự án, diện tích đất và sản phẩm bất động sản lớn nhất ở Việt Nam những gì mà chúng ta đang chứng kiến là một cuộc sụp đổ domino thị trường bất động sản khi mà cung đã vượt quá cầu hàng chục và thậm chí hàng trăm lần trong phân khúc chiếm tới 98% số lượng dự án và giá trị đầu tư là nhà ở cao cấp, biệt thự, nhà phố, shop house, condo theo và trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Theo ghi nhận từ những diễn đàn môi trường môi giới bất động sản thì tình trạng cắt lỗ ở hầu hết các đại dự án của các ông lớn như là Vingroup, Novaland, Sunshine, FLC thì đang rất là phổ biến và thậm chí thì nhiều nhà đầu tư thứ cấp ở các dự án của Novaland sẵn sàng cắt lỗ đến 50% giá khi mua và nhiều bất động sản của FLC bị ngân hàng phát mãi với giá chỉ bằng 1 phần 3 so với giá gốc tài sản ban đầu nhưng cũng không có bất cứ một giao dịch nào. Theo dữ liệu từ 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính bán niên tổng nợ xấu 219.747 tỷ đồng tăng lên 34% so với đầu năm nay và nợ xấu thì tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm 2024 khi mà thông tư số 02 trên 2023 của ngân hàng nhà nước về việc gia hạn thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các doanh nghiệp bất động sản đã hết trong thực tế thì rất khó có được một số liệu chính xác về nợ xấu liên quan trực tiếp đến khoản tín dụng cho vay bất động sản bao gồm có cả trái phiếu bất động sản bởi nó là thông tin tuyệt mật và được nhóm lợi ích ngân hàng che giấu rất là kỹ nhưng có thể lấy ví dụ sau đây về mức độ thổi giá lừa đảo chiếm dụng vốn xã hội và thao túng thị trường được các nhóm lợi ích doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng bắt tay nhau trong hàng thập kỷ vừa qua Cú bắt tay ma quỷ của nhóm doanh nghiệp Vinafood 2 và SCB. Từ 4 cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du, 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh được định giá tài sản đảm bảo ban đầu là 696 tỷ, được bơm thổi lên 2.000 tỷ đồng rồi thành 7.250 tỷ đồng để mà thế chấp vay vốn ngân hàng. Các khoản vay và lãi đến hạn sẽ được chuyển về các chi nhánh trong hệ thống SCB và coi là khoản vay mới và phương thức này được lặp lại rất là nhiều lần với số tiền sau thì lớn hơn số tiền trước, gộp lại cả gốc và lãi, chi phí phát sinh và sau đó thì được điều chỉnh tài sản thế chấp cho phù hợp với quy định. Đó là chưa kể các doanh nghiệp như là Vinafood 2 có thể phát hành hàng ngàn tỷ trái phiếu 30 thu tiền trước của các khách hàng và không triển khai dự án. Câu chuyện này được ông Nguyễn Văn Đực, giám đốc công ty bất động sản đất lành địa ốc xanh chia sẻ. Vụ áp phe của Vinafood 2 và SCB chỉ là một trong hàng trăm ngàn các doanh nghiệp có kiểu làm ăn tương tự và thật khó để có thể hình dung về quy mô của nợ bong bóng bất động sản lớn đến mức độ như thế nào. Nhưng chắc chắn khi nó bục vỡ thì không một hệ thống tài chính nào có thể tồn tại. Sự sụp đổ của thị trường bất động sản chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính năm 2024 khi mà khoản nợ 800.000 tỷ của các nhóm doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng, chứng khoán không thể tất toán và trả lãi đúng hạn. Trên thực tế thì các doanh nghiệp bất động sản lớn như là Vinhomes, Novaland, sân sai đều trong tình trạng vỡ nợ kỹ thuật khi mà không thể trả lãi trái phiếu lãi ngân hàng đúng hạn. Đối với trường hợp Novaland, công ty phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Việt Nam hiện không thể trả được 7,8 triệu đô la Mỹ, một số tiền rất là nhỏ so với tổng tài sản nhiều tỷ đô la tiền lãi từ khoản vay trái phiếu gần 300 triệu đô la của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Và đây cũng không phải là lần vỡ nợ đầu tiên của Novaland. Đã nhiều lần doanh nghiệp này xin hoãn trả lãi đối với các lô trái phiếu nội địa trong năm 2022. Tình trạng cũng không khả dĩ hơn đối với Vinhomes, công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam khi mà mua các căn hộ Condotel Shop House, biệt thự có hợp đồng ủy quyền cho Vinhomes kinh doanh mức lãi cố định. Hình ảnh các thượng đế của Vinhomes gia nhập vào đội quân dân oan, tham gia vào cuộc tuần hành trên đường phố ở Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng với băng rôn và áo thun đồng phục đòi nợ đã trở nên quá quen thuộc. Tình trạng sẽ tuyệt vọng hơn đối với doanh nghiệp mà chủ tịch giám đốc vướng vào vòng lao lý như là FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và mới đây nhất là Việt Thân của đại gia Đinh Trường Trinh. Các gia chủ khách hàng, nhà thầu xây dựng chỉ có thể đến trụ sở công ty gào khóc hoặc nhảy cầu mà thôi. Với khối lượng hàng tồn khổng lồ cần từ 15 cho đến phần lớn các doanh nghiệp bất động sản có quy mô trung bình và cần tới 149 năm thì mới có thể tiêu thụ hết ví dụ như là đối với Vinhomes. Trong bối cảnh kinh tế hiện tại thì không một phép lạ nào có thể cứu vãn nổi cuộc binh bại như núi đổ. Và điều đó thì cũng có thể phần nào lý giải mức độ liều mạng được ăn cả ngã về không và chính sách truyền thông lừa dối khách hàng đến cùng của Vin trong canh bạc VFS với hãng xe điện hồn trung sắc Việt. VinFast trong thời gian vừa qua. Tất cả các giải pháp mà nội các ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện trong hai năm 2022 và 2023 là loay hoay khoanh nợ, quãn nợ, đảo nợ và tiếp tục vòng quay vay nợ mới để đổ vào cái hang chuột không đáy bất động sản và chứng khoán Tuy vậy thì điều cơ bản nhất khiến cho thị trường bất động sản Việt Nam hoàn toàn sụp đổ là bởi vì người có nhu cầu thực thì không có đủ khả năng tài chính, còn giới đầu cơ thì đang tìm mọi cách để rút chân khỏi vũng bùn. Bất động sản không còn là kênh giữ tiền và là rửa tiền an toàn cho giới đầu cơ và quan chức Cộng sản Việt Nam, chưa kể là sẽ phải chịu các mức thuế cao trong thời gian tới, khiến cho dòng tiền bẩn khổng lồ đang chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác và tháo chạy khỏi Việt Nam. Cùng với suy thoái kinh tế kéo dài suốt 3 năm, các doanh nghiệp nội địa đã sức cùng lực kiệt và đối với khối hộ gia đình sau thời gian bùng nổ, nhà buôn bất động sản phần lớn thì đều vướng vào nợ nần ngân hàng và chi tiêu quá mức với quy mô vốn đã mở rộng gấp hàng chục lần so với thời điểm khủng hoảng 2008-2012 cũng như là chịu tác động lớn từ biến động địa chính trị chiến tranh, dịch bệnh, bong bóng bất động sản 2023 và khủng hoảng tài chính ngân hàng 2024 sẽ tàn phá nền kinh tế Việt Nam một cách lâu dài với mức độ nghiêm trọng khó có thể hình dung được. Sự sụp đổ của thị trường bán lẻ truyền thống và sản xuất gia dụng nội địa Bên cạnh bong bóng bất động sản và khủng hoảng tài chính trong thời gian tới, có lẽ chính phủ Việt Nam cũng nên quan tâm tới một cuộc khủng hoảng dân sinh tồi tệ và sự sụp đổ thị trường bán lẻ truyền thống cũng như các ngành sản xuất, dân dụng nội địa trong thời gian tới đây. Nếu như trong giai đoạn 2020-2021, mỗi năm có khoảng 100.000 cho đến 120.000 doanh nghiệp đóng cửa và giải thể bởi bệnh dịch và có chính sách phong tỏa, thì sang năm 2022, cuộc chiến Nga-Ukraine và các chính sách ngoại giao chiến làng của Trung Quốc đã khiến cho các nước phương Tây buộc phải xác định lại chính sách về địa kinh tế chính trị mới. Dòng đầu tư FDI tháo chạy khỏi công xưởng thế giới Trung Quốc, nhẽ ra là một cơ hội ngàn năm có một đối với các quốc gia có lợi thế tự nhiên, dân số và địa lý như Việt Nam, nhưng đáng tiếc là sự trì trệ và thể chế cũng như là quá trình chuyển đổi chậm chạp ở khối doanh nghiệp bởi thiếu nguồn lực, công nghệ và nhân sự trên một nền tảng rất yếu về logistics khiến cho Việt Nam cho đến nay thì vẫn là kẻ đứng ngoài bữa tiệc năm 2023. Số doanh nghiệp đóng cửa trong 10 tháng đầu năm gần con số là 150.000 doanh nghiệp với bình quân khoảng 15.000 doanh nghiệp trên mỗi tháng rời khỏi cuộc chơi. Trên thực tế, mặc dù năm 2018 tới nay thì vốn FDI đã tăng, nhưng phần lớn là tăng qua hoạt động ME, mua cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp, tăng điều chỉnh các dự án đầu tư cũ và mức điều chỉnh không đáng kể. Trung bình chỉ khoảng 4 cho đến 5 triệu đô la trên mỗi dự án, còn các dự án đầu tư mới có xu hướng giảm cả về quy mô lẫn số lượng. Năm 2019, ghi nhận là năm có lượng vốn FDI cao nhất trong 10 năm với tổng vốn đầu tư là 38 tỷ đô la, nhưng thực chất thì chỉ có 17 tỷ đô la vốn đăng ký mới. Trong đó thì 10 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam chỉ có khoảng 25,76 tỷ đô la, trong đó thì chỉ có khoảng 18 tỷ đô la cho các dự án đầu tư mới. Như vậy là xu hướng tổng đầu tư vốn FDI và số lượng dự án vốn đầu tư mới đều không tăng và thậm chí là giảm như năm 2021-2022. Sự suy giảm thấy rõ ở các đầu tàu kinh tế như khu vực Đông Nam Bộ. Ngoài ra thì điều đáng quan tâm là vốn đầu tư FDI gia tăng chủ yếu lại đến từ Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc. Đó là điều đáng lo ngại hơn là đáng mừng trong những ngày vừa qua trao đổi với nhóm các bạn trẻ bán hàng online trên các hội nhóm nhập hàng từ trung quốc về phân phối bán lẻ trong thị trường nội địa tôi có một thông tin rất đáng lo ngại đó là việc trung quốc đang xúc tiến hoàn thiện hạ tầng cho năm hệ thống siêu tổng kho ở các cửa khẩu việt trung và một tổng kho hàng miễn thuế cực lớn ở hải phòng mục đích của Trung Quốc là thực hiện một quy trình bán hàng direct to sell trực tiếp từ các nhà sản xuất Trung Quốc tới người tiêu dùng Việt Nam mà không qua bất cứ một trung gian nào, hoàn toàn miễn phí ship với ưu đãi về thuế, thời hạn giao hàng trong vòng 24 giờ với hệ thống các siêu tổng kho này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024. Đây là một trong những nội dung hợp tác trong khuôn khổ hai hành lang một vành đai kinh tế Bắc Bộ được ông Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy và ký kết với Trung Quốc từ năm 2017 với quy mô sản xuất khổng lồ và giá cả cực kỳ cạnh tranh, chất lượng dịch vụ logistics vượt trội và có thể hình dung ra được kết cục đối đầu giữa khối doanh nghiệp nội địa Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc. Đó thực sự là một cuộc thảm sát đối với giới doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Sau 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, các sàn giao dịch thương mại điện tử Trung Quốc như là Lazada, Shopee, Tiki kiếm bộn tiền tại thị trường Việt Nam trong khi các mô hình kinh doanh thương mại truyền thống của giới tiểu thương Việt Nam thì tan lụi một cách nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì người ta sẽ không còn nhìn thấy các trung tâm thương mại như là An Đông, Bến Thành, Đông Ba cũng như là các khu thương mại truyền thống sầm uất ở quận nhất, quận 5, quận Tư. Và đây cũng là một quy luật phát triển tất yếu bởi toàn cầu hóa và thương mại đô thị, thương mại điện tử. Nhưng hàng triệu tiểu thương và người lao động sẽ đi đâu về đâu. Dân sinh sẽ thêm khốn cùng và các nhà lãnh đạo Việt Nam trong khi dâng biến bánh thị trường nội địa trị giá 20 tỷ đô la với mức tăng trưởng 30% năm cho các doanh nghiệp Trung Quốc đã hoàn toàn bị loại bỏ lợi ích sinh kế của khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể cũng như là hàng trăm ngàn doanh nghiệp sản xuất nhỏ nội địa. Một người bạn trẻ có nói với tôi rằng sức mạnh đáng sợ nhất của Trung Quốc không phải là công nghệ đỉnh cao hay là chất lượng hàng hóa mà là sức mạnh đến từ hệ thống hậu cần logistics cực kỳ hiệu quả, tối ưu chi phí và có quy mô khổng lồ phức tạp nhưng hoạt động thì vô cùng trơn tru. Đó là kết quả của một nỗ lực phi thị trường và như vậy thì không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp trung quốc được thúc đẩy bởi với hệ thống chính quyền có hiệu năng cao và đó là điều mà nhiều người việt nam khó chịu khi nghe thấy như vậy nhưng thực tế thì chính quyền trung quốc hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là tốt và liêm chính hơn ở việt nam rất là nhiều Việt Nam thì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chỉ là những khẩu hiệu và nghị quyết trên giấy còn thực tế. Và các doanh nghiệp Việt Nam thì hoàn toàn phải tự xoay sở, buôn bàn khó khăn và chịu đựng tầng tầng lớp lớp bóc lột đủ các loại như sai nha, viên chức hủ bại, rút nát và tham lam. Giới doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối diện với thực tế tàn khốc hơn nhiều để mà tồn tại trong bối cảnh ngày càng hỗn loạn hơn về chính trị xã hội một cuộc sụp đổ khủng hoảng toàn diện về kinh tế và xã hội chính trị đang đến gần trong khi thế giới chóp bu vẫn đang mơ màng giấc mơ ban trưa về nền kinh tế 4.0 với các đại dự án tỷ đô trong lĩnh vực chip bán dẫn sẽ nhanh chóng biến Việt Nam thành rồng, thành hổ trong khu vực. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã thành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi